dịp hôm nay cũng rất là cảm ơn các hiệp hội, fan club đã tạo ra những cái cơ hội để cho các khách hàng của Mercedes-Benz, các thành viên có nhiều cái dịp để mà gặp gỡ nhau, trao đổi những kinh nghiệm về sử dụng xe hoặc về những cái kỷ niệm mà mình mang lại với nhau trong những sự kiện như thế này. Thì hy vọng là hội sẽ có thêm nhiều hoạt động, và đứng về phía hãng thì hãng cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các hội trong những event sắp tới. Thì bất cứ khi nào mà mình có những cái hoạt động thì cứ cho anh hay. Thì hy vọng tất cả mọi người sẽ có một buổi tối rất là tuyệt vời tối nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Tiến Đạt, đại diện cho Mercedes-Benz Việt Nam, đã có tâm sự chia sẻ của chúng ta trong buổi tối thật ấm cúng ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông